Thưa quý vị, trước tình trạng tai nạn giao thông trong 11 tháng đầu năm vẫn ở mức cao, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng một trong những giải pháp là cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật của người dân. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu mở rộng lắp đặt camera giám sát trên tất cả các tuyến quốc lộ, nhất là các quốc lộ trọng điểm và đường cao tốc. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 9 tháng đầu năm có gần 8.000 người chết và gần 19.000 người bị thương vì tai nạn giao thông. Như vậy, trung bình mỗi ngày vẫn có 24 người không trở về nhà vì tai nạn giao thông. Đánh giá cao việc thí điểm lắp đặt camera giám sát xử lý vi phạm của Bộ Giao thông Vận tải trên một số tuyến cao tốc hiện nay, khi giúp nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật của các chủ phương tiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu mở rộng triển khai lắp camera trên toàn tuyến, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm và đường cao tốc. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho rằng, nếu xử phạt qua hình ảnh phải đồng bộ, đồng thời đề nghị khi đăng ký xe ô tô, chủ phương tiện phải có tài khoản. Điều này sẽ khắc phục được những khó khăn khi chủ phương tiện không chịu nộp phạt dù đã gửi giấy phạt kèm hình ảnh vi phạm về địa phương. Cũng theo vị đại diện này, tại nhiều quốc gia, nếu vi phạm luật giao thông mà không đến nộp phạt sẽ bị tăng nặng, thậm chí có nước còn áp dụng hình thức phạt tù.